Phần thứ nhì, các bậc siêu phàm ở miền Thất Sơn. Chương 1. Đức Phật Thầy Tây An Hành vi và thân thế buổi đầu Đức Phật Thầy Tây An chính danh là Đoàn Minh Huyên, sanh vào giờ ngọ ngày rằm tháng 10 năm Đinh Mão 1807, nhằm năm Gia Long thứ sáu ngày quê ở làng Tồng Sơn, Tổng An Thạnh Thượng, tỉnh Sa Đéc. Chú thích khi xưa là làng Tòng Sơn, đến hồi Pháp thuộc thì ba làng Mỹ An, Mỹ Hưng và Tòng Sơn bị sát nhập lại, gọi là Mỹ An Hưng, hiện nay cũng gọi là Tòng Sơn. Tổ phụ ở đó từ lâu, nhưng tên họ là gì ngày nay không ai biết được. Chỉ biết trong thân tộc của Ngài, thuở Ngài mới ra đời, còn có hai người anh chú bác là Đoàn Văn Điểu và Đoàn Văn Viên mà thôi. Chú thích Đoàn Văn Viên, có người nói là Đoàn Văn Thuyên, không rõ tên nào đúng. Vì sao, khi hai ông này mất đi, con cháu vì trải qua nhiều lần tao loạn trong nước nên hoặc chết hoặc siêu lạc đi nơi nào mà hiện nay ở Tòng Sơn không còn thấy roi truyền miêu duệ Căn cứ vào nhiều bậc bô lão ở đây cho biết, chắc chắn thì Đức Phật Thầy bỏ nhà ra đi từ lúc tuổi còn nhỏ lắm. Ngài đi đâu và làm gì cả trong làng cho đến những người thân thuộc của ngài cũng không ai hiểu được. lần hồi ngày lụng tháng qua tên tuổi và hình dạng của ngài chôn sâu vào thời gian người ta không còn nhớ một mảy may gì về ngài nữa. một hôm khoảng đầu năm kỷ dậu 1849 ngài quá giang với một chiếc ghe buôn từ Miệt Trong về. lúc đến dầm rạch Tồng Sơn ngài lên bộ lần theo bờ rạch mà đi thuở ấy đuôi làng Tồng Sơn ngang làng tỉnh Thới, Sa Đét, chứ không phải lỡ còn nhỏ quá như ngày nay. Khi đến gần đình làng, gặp lúc có cây da trốc gốc ngã bật xuống sông, lấp cả đường nước, ghe xuồng qua lại đậu dồn chật cả một khúc sông. Dân làng đang rủ nhau súng lại thật đông, cột dây để kéo cây da vào bờ. Công việc này hì hục đã ngót nửa ngày rồi mà vẫn vô hiệu. Người ta định giải tán kịp khi đức phật thầy vừa tới ngài thấy vậy bèn ngỏ lời với dân làng xin để ngài kéo hộ các ông hãy cột dây lại tôi sẽ ra sức tiếp tay với các ông đám dân làng cười xòa chúng tôi lực lượng và đông đảo như thế này mà kéo không đi ông ốm yếu quá làm sao tiếp nổi đức phật thầy cười bà con thử cột xem tôi liệu có cách kéo được thấy lời nói ôn tồn và vẻ mặt quả quyết của người khách lạ mấy người dân làng lội xuống nước cột dây lại và sắp hàng hai bên để chờ xem ông khách bộ hành này định kéo thế nào đức phật thầy đứng giữa giơ tay lên hô to hè hãy kéo lên hai hàng dây của hai tốt người vừa hơi căng thẳng cây da từ từ xếp gọn vào bờ, khỏi phải hè hụi ó la và nhọc công ra sức chi hết. Những ghe xuồng đậu lại mấy hôm nay, thấy trống được đường nước thì mừng rỡ ra đi. Mấy người dân làng vì mệt nhọc suốt buổi nay cũng quể quải kéo nhau về. Họ quên xem người khách bộ hành ấy về đâu và cũng không buồn nghĩ đến chuyện cây da vì sao mà kéo vào được dễ dàng như vậy xong việc đức phật thầy lại ra đi khi đến đình thần làng tổng sơn ngài ghé vào từ ấy người ta thấy ngài ngủ luôn tại đây ở mái hiên sau ngài thì chặt sậy làm cỏ đêm đến lại quét lá đa để nấu nước uống được ít hôm ông từ đình làng này thấy vậy có lòng lo sợ cho sự rủi ro xảy ra quả hoạn vì đình thuở ấy lợp bằng tranh mà đêm đêm đức phật thầy cứ đốt củi lửa lên hoài nếu có bề nào thì sẽ khổ cho ông về phần trách nhiệm ông bèn đem ý kiến ấy mà bày tỏ cùng đức phật thầy và xin đừng đốt lửa ban đêm nữa ngài điềm tĩnh niệm phật mà trả lời tôi ở đâu thì sẽ giữ cho đó được bình yên xin ông đừng ngại năm ấy thời hành dịch tả nổi lên nhiều nơi ở làng Tồng Sơn cũng bắt đầu có lai rai bệnh ấy. Chức việc làng và dân chúng thấy vậy lo sợ. Họ xúm nhau lại đình, làm heo gà, cúng giái và đóng bè để tống gió ra khỏi làng. Nghe biết được việc ấy, Đức Phật Thầy ra trước chức việc làng. Ngài tỏ ý không muốn có công việc sát sinh hại vật mà tống gió. Vì theo ý Ngài, thì hãy tin tưởng Phật trời cho thành lòng còn hơn. Chứ tống gió như thế này nếu thật có linh nghiệm thì cũng chỉ là một việc làm ích kỷ, mình khỏi họa mà người khác mang tai thì sao? Nhà chức trách trong làng không tin, cho là lời nói nhảm, ngài buồn bã trở vào hiên sau, vừa đi vừa than. Các ông tống thì tôi xin trước. Những lời biện giải đầy đạo đức và sáng suốt ấy của Đức Phật Thầy đã không đem lại được kết quả mà trái lại chức việc làng cho là một điềm gỡ, nên vài hôm sau, họ cử ông thị sự. Chúa thích, chúng tôi không hỏi được tên họ ông thị sự này, chỉ biết ông có người cháu tàng tôn là ông hương giáo tố mới chết mấy năm nay ở Tòng Sơn. Đến truyền lệnh không cho ngài ở nữa, lấy cớ rằng trong làng không có quyền chứa chấp những người lạ mặt. Đức Phật Thầy nhận lời, nhưng trước khi đi, ngài yêu cầu ông thị sự mua hộ cho ngài một đôi đèn sáp để ngài làm lễ khai lý lịch cho làng và dân chúng nghe đã vì tính háo kỳ của ông thị sự và lòng tin tưởng của một ít người ở chung quanh đình thấy đức phật thầy có nhiều cử chỉ nửa hư nửa thực nên cuộc lễ được tổ chức một cách rất mau lẹ sau khi lên đèn ngang làm lễ đức phật thầy kể rõ ông bà cha mẹ mình là ai bà con dòng họ có những người nào bỏ nhà ra đi từ bé để tu hành và ngày nay được tỏ ngộ như thế nào và sau rốt ngài tự xưng mình là đoàn minh huyên chức việc và dân làng nhiều người nửa tin nửa ngờ họ tính ra thì trong số thân thuộc mà đức phật thầy đã kể có ông đoàn văn điểu và đoàn văn viên hiện còn sống và đang ở trong làng này, nên liền cho người mời đến. Khi giáp mặt, ông Điểu cũng không nhận ra được Đức Phật Thầy. Ngài phải đem công việc gia đình đầu đuôi từ lúc ra đi thế nào mà thuật lại một mạch. Nghe xong, ông Điểu ôm Đức Phật Thầy mà khóc hòa lên và sau khi chấm dứt câu chuyện hàng huyên, ông Điểu khuyên Ngài nên ở lại quê hương làm ăn với ông đừng đi đâu nữa, để đến phải thân hình tiều tụy và đua trước tuổi như ngày nay. Chú thích, Đức Phật Thầy tuổi mẹo, tính ra tới năm trở về Tòng Sơn thì mới có 43 tuổi. Thế mà nhiều cụ già nghe kể lại thì ngài hồi ấy râu tóc như một ông già, cho nên anh em ông Điểu không nhận ra được. Để trả lời ông Điểu, Đức Phật Thầy đem việc đạo lý ra mà bàn giải chung cho mọi người nghe, rồi xin cáo từ mà đi. Bấy giờ ai nấy đều bừng tỉnh vì thấu được ý nghĩa hay ho trong lẽ đạo mà Đức Phật thầy vừa giải, nên chi tất cả đồng yêu cầu ngài ở lại. Đức Phật thầy không chịu, ngài nhất định ra đi. Ngay khi ấy bệnh dịch đã tràn lấn tới tấp trong làng Tòng Sơn. Giao dạch trà bư, xuống chiếc xuồng bần, bơi bằng một miếng tre nhỏ. Đức Phật Thầy đi ngược lòng rạch tòng sơn, đổ lên cái tàu thượng. Thầy cầm cộng không được nữa. Anh em ông Điểu và mấy người dân làng dọn xuồng đi theo Ngài. Trong chuyến đi này, Ngài cho người ta thấy một điều kỳ diệu nữa là lúc xuống đi theo Ngài thì năm người bơi năm dầm. Trong khi ấy thì Ngài chỉ có một mình, lại chỉ bơi chậm rãi bằng một miếng tre. Thế mà xuồng Ngài vẫn cứ đi trước và biệt biệt xa dần. Năm người này dù đã cố hết sức bơi, nhưng cũng không tài nào theo kịp. Khi đến Rạch Trà Bư, thuộc làng An Thạnh Trung, gần ranh hạt Sa đéc Long Xuyên, cách xa chợ cái tàu thượng, lối bảy ngàn thước. Ngài lên bờ, dẹt đế sậy che một cái lều con, rồi ở luôn tại đó. Ông Điểu và mấy người dân làng Tòng Sơn khi theo dõi đến nơi, hết sức khẩn thiết yêu cầu lạy mà xin Ngài trở về để cứu hộ cho bá tánh đang cơn hoạn nạn. Đức Phật Thầy trả lời, Tuy tôi đã đi khỏi làng, cho hiện giờ vẫn còn để lại cây thẻ năm ông tại sao hiên đình. Mấy ông cứ về thỉnh đó mà uống, và tin trời tưởng Phật thì đau căn bệnh gì cũng mạnh. Ông Điểu và ai nấy rất mừng, trở về thì quả thật ngài còn để lại tại đình tổng sơn một cây cờ ngũ sắc người ta tuyên bố ra một đồn mười mười đồn trăm thiên hạ lúc đầu tới đình thỉnh còn được cờ vài hôm sau hết cờ họ đẻo tới cán cờ đem về thiêu rồi hòa với nước mà uống uống đâu hết đó hết cờ hết cán dân chúng kéo nhau vô trà bư yêu cầu đức phật thầy chữa trị mấy hôm đầu còn có giấy vàng phát ra, về sau Đức Phật Thầy chỉ cho bằng tro nhang mà không đủ. Số người kéo đến, xuồng ghe đậu chật cả một khúc sông. Trên bờ, lâu sậy bị dậm trạp bằng cả xuống mặt đất. Một cảnh tấp nập đông dày bỗng nhiên hiện ra giữa chốn hoang du rừng bụi, không ai ngờ được. Khi đến Sẻo Môn, mùa thu tháng 8 năm kỷ dậu 1849, dân chúng ở quanh vùng Trà Bư như Hội An, Mỹ An và Tòng Sơn. Nhờ có Đức Phật Thầy cứu độ nên bệnh thế đã yên. Ngài nghe đồn ở làng Kiến Thạnh, bệnh dịch mới phát lên bạo hành lắm. Động mối từ tâm, Ngài rời Trà Bư, bơi xuồng lên rạch xẻo môn. Trước là làng Kiến Thạnh, nay đổi lại là Long Kiến, tỉnh Long Xuyên, để độ dân tế thế. Chú thích, khi còn ở Tòng Sơn, đức phật thầy có lúc băng xuồng ngang qua rạch cái dứa rồi ngược dòng vào làng bình đức ngày nay làng bình đức đã sát nhập cùng hai làng phú xuân và tân phước gọi là bình phước xuân thuộc cù lao diên long xuyên rẽ sậy che lều ở đó ít lâu để phát phù trị bệnh nơi đây ngài có thâu mấy vị đệ tử mà chúng tôi còn nghe biết là ông chánh bái nguyễn văn duyên và ông nguyễn văn kỉnh đạo hiệu thần tự kỉnh tu niệm rất chí tâm. Khi Đức Phật Thầy qua xẻo môn, rồi bị bắt lên An Giang, triều đình ra lệnh xuống tóc, Ngài có gửi về Cù Lao Duyên cho hai ông này mỗi người một lọn. Ngày nay con cháu ông Duyên không thấy còn ai, không biết bảo vật ấy về đâu. Còn ông Kỉnh thì lưu truyền mớ tóc ấy được đến bây giờ. Hiện cháu quyền tôn của ông là ông Nguyễn Ngọc Chơi còn giữ. Vì không rõ được nguyên cớ và ngày tháng Đức Phật Thầy qua đây, nên chúng tôi không dám chép ở phần trên Một sáng kia Tại đình làng Kiến Thạnh Hồi trước ở tại dàm Chân Đùng Chứ không phải chỗ đình Long Kiến ngày nay Khi ông Từ vào dân hương trên bàn chánh Bỗng trông thấy một người lạ mặt Ngồi chém chệ giữa bàn thần Ông Từ hồn bất thủ xá Vừa la vừa chạy Người ngồi trên bàn thần thấy vậy kêu lên Và ngoắt ông Từ trở lại Xa xa nhìn lại ông từ xem thấy người ấy mặt mũi có vẻ hiền lành, không có chi đáng sợ hãi, bèn chậm chạp rề lại và hỏi: ông là ai? ở đâu mà dám đến đây ngồi trên bàn thần như vậy? người lạ mặt ấy đáp: ta là Phật thầy, dáng thế đặng cứu nguy cho dân chúng. ông từ suy nghĩ một chút rồi hỏi: ông xưng là Phật, vậy dân ở trong làng này? Hiện nay đang mắc bệnh ôn dịch mà chết rất nhiều. Ông có thể cứu sống được người ta không? Được chứ, ai mắc bệnh ấy đâu, đem lại đây, ta cứu giùm cho. Lúc ấy, trong làng người bị bệnh dịch chẳng thiếu chi. Ông Từ cho hay ra, đang lúc ở gần đó có ông Thuôn. Chú thích: Ông Thuôn lúc đó còn nhỏ, sao lớn lên làm hương cả nên người ta gọi là ông cả Thuôn. Ông Thuôn bị ỉa mửa gần chết, người nhà xin cứu. Quả nhiên Đức Phật Thầy trị được. Tiếng đồn lan ra khắp làng, người ta đến xin cứu bệnh mỗi lúc một đông, đông hơn ở trà bư gấp bội, vì bệnh dịch đang lộng hành ở đây. Ba hôm sau, chức việc làng thấy người ta đến rần rộ quá, sợ bị quan trên quở phạt, bèn xin Đức Phật Thầy dời về cái cốc của ông Kiến, xéo rạch xẻo môn, chỗ cất chùa Tây An cổ tự ngày nay, cho tiện việc chữa bệnh và thờ Phật ở đình. Cũng giấy vàng, tro nhang như ở trà bư, mà phát ra hoài không đủ được. Đức Phật Thầy phải dùng đến áo nhang, nước lã. Thiên hạ chen chúc đến đông dày, nhiều người chờ đợi đôi ba ngày mới thỉnh được thuốc. Có người không chen vào được, phải lễ bái ở ngoài sân hoạt cảnh này đã được giảng xưa diễn ra rất rõ. Dầm trời thiên hạ như mưa, ban mai đến tối phát trưa rồi bùa. Người đi tới trước vô chùa, mấy người tới trễ lại đùa ngoài sân. Chẳng những bệnh dịch mà thôi, ngoài ra bất luận bệnh chi, Ngài cũng trị được, chỉ trừ một ít người tận số. Nói cho bá tánh tỏ tình, mấy người tới số thầy xin đặng nào muôn ngàn thiên hạ xiết bao đau căng thầy độ bệnh nào cũng an nơi đây ngài bắt đầu chỉ dạy cách tu hiền cho những người mộ đạo và dựng lên nghi thức thờ phượng trang hoàng mở rộng chùa chiền cùng thâu nhiều đệ tử bị dời về an giang từ khi đức phật thầy dời sang cốc ông kiến về sau thì bệnh nhân đến xin thuốc càng ngày càng đông. Người theo về tu niệm mỗi lúc mỗi nhiều, danh tiếng đồn ra gian dội khắp nơi. Người ta mừng trở bảo nhau, Đức Phật Thầy quả là một vị Phật sống, lâm phạm trợ thế. Lúc ấy nhà chức trách huyện Đông Xuyên, ngày nay là tỉnh Long Xuyên, rất kinh động. Vì thấy lòng người hầu hết trong huyện đã hướng theo Đức Phật Thầy, ấy là chưa kể đến các dùng phụ cận Họ nghĩ rằng nếu cứ để như vậy, chuỗi ngài có chủ trương nổi lên một cuộc bạo động nào thì không phương gì dập tắt được, nên liền mật báo về tỉnh An Giang xin quan tỉnh liệu định lẽ nào cho họ khỏi bề trách nhiệm. Quan tổng đốc tỉnh An Giang bấy giờ là Huỳnh Mẫn Đạt. Chú thích, khi Pháp vào Nam Kỳ thì Huỳnh Mẫn Đạt vì già yếu nên xin hồi hưu, đổi phan khắc thân lên thay ở An Giang. Cũng có hay biết việc ấy, nhưng chưa rõ đích xác. Nay được mực tin ở huyện Đông Xuyên báo lên quả quyết thì lấy làm lo sợ e có sự xảy ra như vụ lâm xâm và nhóm thầy chùa làm loạn ở Trà Vinh trước đây mấy năm. Thiệu trị nguyên niên 1840 đó chăng? Nên ông chẳng chút chần chờ cấp tóc sai lính tráng xuống dời ngay Đức Phật Thầy về tỉnh. Hôm ấy vào lúc giờ ngọ, Bá tánh đến thỉnh thuốc đông đảo, nhưng giờ này ai nấy đều im lặng để cho đức thầy sửa soạn thời cúng. Bỗng từ ngoài sân có tiếng kêu gian. Có ông đạo ở nhà đây không? Đức Phật thầy từ trong cốc lên tiếng. Có. Ai hỏi tôi có việc chi? Có lệnh quan tổng đốc An Giang đòi. Ông đạo phải sửa soạn đi liền theo chúng tôi bây giờ đây. Mấy ông nán cho tôi cúng ngọ một chút được không? Không được. Chuyện gấp lắm. Thế là Đức Phật Thầy không kịp giả từ bổn đạo, theo chân mấy tên lính xuống thuyền, dược thẳng lên An Giang. Trong bọn này, nghe đâu có Cai Trung và đội bồng chỉ huy, nhưng Cai Trung thì xử đối với Đức Phật Thầy ôn hòa, lễ độ nên không sao. Còn đội bồng vì sức lức, vô lễ nên sau đó ít ngày phải á khẩu rồi chết. Khi giáp mặt quan tổng đốc An Giang, sau những câu hỏi trận đón để buộc tội Đức Phật Thầy là gian đạo sĩ, họ bày ra đủ cách để thử thách Ngài. Theo như những bài lịch truyền nói về Ngài và nhiều bậc phụ lão thuật lại, thì nào là lót tượng Phật quan âm dưới chiếu rồi bảo Ngài ngồi lên, trong khi có nhiều tăng sải khác đã ngồi rồi trên chiếu ấy. Chú thích, giảng xưa có chép chuyện quan tỉnh An Giang mời Đức Phật Thầy ngồi trên chiếu trong khi dưới chiếu ấy có lót tượng Phật. Ngài trả lời đại ý như vậy. Bẩm tôi xin đứng dưới này. Hòa thượng thầy sải ngồi rầy hai bên, tham ăn thấy thác một bên, dưới tượng Phật bà hòa thượng ngồi trên. Hòa thượng nghe nói ngã lăng. Nào là dọn cơm chay để lẫn cơm mặn rồi bảo ngài ăn, dân dân. Xong nhất nhất ngài đều ứng đáp trôi chảy, khám phá ra được hết có lần người ta thử ngài bằng cách cùng ngồi liều với các vị hòa thượng khác, xem ai đủ đức tính nhẫn nại hơn. Ngài bảo rằng, ngồi liều bằng ngại dịp không có chi lạ, hãy dùng chuông nướng đỏ rồi úp lên đầu, như thế mới xem được có kiên tâm hay không. Các hòa thượng nghe nói thất đảm, xong ngài thì vẫn điềm nhiên đốt chuông đặt lên. Sau khi tìm hết cách thử thách nhà chức trách tỉnh An Giang, đã đem lòng không phục Đức Phật Thầy, nhưng cũng phải tạm lưu giam Ngài để đợi lệnh triều đình định đoạt. Trong lúc lưu giam ấy, Ngài muốn ra vào tự ý, đội cai không tài nào ngăn cản được. Thế nên mấy lúc sau, người ta cho Ngài được ở ngoài tự do, không ràng buộc nữa. Thể theo đề nghị của quan tổng đốc tỉnh An Giang, Đức Phật Thầy được triều đình chính thức công nhận, được tự do hành đạo nhưng buộc ngài phải xuống tóc như hàng tăng sải tu Phật ở cửa thiền. Tương truyền rằng trước khi ngài thế phát, người ta có sắm sẵn cho ngài một cái mặt kiến, một cây kéo và một cái mâm để tỏ lòng trọng kính. Khi xuống tóc rồi, Đức Phật Thầy chia ra gửi cho các môn nhân đệ tử có tâm trí giữ làm kỷ niệm. Tóc ấy hiện giờ mặc dầu đã trải qua hơn 100 năm, vẫn còn nhiều người giữ được vào núi sam sau khi đức phật thầy được tha để tránh sự hoài nghi của nhà cầm quyền ngài vào núi sam ở chung một ngôi chùa sẵn có do giáo phái lâm tế lập ra và đã được triều đình chứng nhận chùa này nhờ phật cốt gõ mỏ tụng kinh không giống cách trần thiết và nghi thức hành đạo của ngài lúc đầu khi đức phật thầy mới vào đây Vị sư trụ trì trong chùa xem ngài như một người thường mới vào quy y thọ phái, nhưng sau đó ít lâu, vì thấy được những đạo pháp lạ thường của ngài, các sư mới tỏ ý khâm phục và đồng sinh tôn ngài lên bậc sư trưởng. Ngài từ chối, cho rằng trước sau như vậy, giả lại, có như thế, cơ phổ hóa quần sanh của ngài mới được phương tiện thi hành. Chú thích, do đó mà khi Đức Phật Thầy Tịch Người ta mới khắc vào bia Cho rằng Ngài ở trong giáo phái Lâm Tế Như ngày nay Ta còn thấy tại mộ phần của Ngài Ở núi Sam Và cũng chính thế Mà vị Hòa Thượng Lâm Tế hồi ấy Được dân chúng suy tôn là Hòa Thượng Tổ hay Hòa Thượng Cố Từ ấy Cái bối cảnh ở xẻo môn trước kia Đã như tàn tạ Nay bỗng nhiên được phu diễn lại Nơi đây Người ta rầm rập tới lui xin phù thỉnh thuốc và thọ phái quy y để thực hiện cho kỳ được cái giáo pháp vô vi chân truyền mà ngài đã mở ra từ buổi trước đức phật thầy bắt đầu tìm những nơi hẻo lánh xa xôi để lập ra những cơ cấu tôn giáo mà thuở ấy ngài cho gọi là trại ruộng để đem bổn đạo tới đó vừa tu niệm vừa làm ăn bằng cách ấy ngài đã biểu thị tinh thần phật giáo vị nhân sinh lúc nào cũng vì đời, vì người mà dùng Phật đạo để cứu khổ giác mê, chứ không hề bi quan yếm thế. Bởi vậy, các trại ruộng, trại gỗ lần lần được dựng lên quanh vùng thất sơn như ở Thới Sơn, Láng Linh và Ngài Phái các vị đại đệ tử ở đó chăm lo săn sóc công việc. Nghi thức thờ phượng thì đặc biệt, theo giáo phái của Ngài, là thờ trần điều, cùng nước lã, bông hoa mà thôi chứ không phải như ở núi Sam. Lúc này Đức Phật Thầy tuy tiếng ở núi Sam, chứ thật ra thì Ngài luôn luôn dân du đây đó để tùy cơ phổ độ quần sanh. Khắp dùng thất sơn không đâu là Ngài không bước đến. Thỉnh thoảng, Ngài đến những trại ruộng để truyền dạy đạo Pháp cho tín đồ. Các ông, Cố Quảng, Đạo Xuyến, Đạo Lập, Đình Tây, Tăng Chủ, Cậu Hai Lãnh, dân dân, đều có được Ngài truyền cho bí Pháp. Bởi vậy về sau tín đồ của các vị này phần nhiều cũng được đắc đạo cả. Ngài thọ được 50 tuổi, tịch tại núi Sam vào giờ ngọ ngày 12 tháng 8 năm Bính Thìn 1856. Trong lúc không bệnh chi lắm, tinh thần vẫn bình tĩnh. Sau khi đã nhắc nhở đạo đức và dặn dò công việc cho các tín đồ. Giáo lý căn bản để cho được thích hợp với trình độ và căn cơ của quần chúng trong thời kỳ hạ nguồn. Đức Phật Thầy chủ trương đem pháp giáo vô vi của Đạo Phật mà truyền dạy trong dân gian. Ngài không cho trần thiết tượng cốt, tụng đọc ó la như trong nhà thiền đã làm. Tại ngôi tam bảo chỉ thờ trần điều, tiêu biểu tinh thần vô thượng của nhà Phật mà thôi. Ngài đặc biệt quan tâm đến vấn đề đưa ra những giáo thuyết về việc học Phật tu nhân, bởi hầu hết tín đồ của ngài hồi ấy là hạng tại gia cư sĩ về học phật ta thấy ngài gom vào ba điều căn bản trong phật pháp là giới định tuệ giới là những sợi dây buộc ta vào chánh đạo không cho ta phạm vào những lỗi lầm xấu xa và để ta đừng làm những điều tàn ác vô minh nữa định suy nghĩ đến những lạc thú ở đời cho nó đều là mỏng manh, giả ảo, diệt trừ ham muốn và nghĩ đến cuộc đời vô thường, tập trung tư tưởng để quan sát lý đạo, tìm hiểu chánh chân. Tuệ hiểu thấu lý vô thường và sự khổ của con người, không bao giờ bị vô thường và sự khổ não chi phối mình nữa, nên bao nhiêu sự đau khổ đều được diệt trừ, thấy được Phật tánh bản lai diện mục vì Ngài đã có nói, lọc lừa thì đặng nước trong, ma Phật trong lòng lừa phải tìm đâu. Hay là cam lồ rửa được tánh mê, nước trong thì thấy nguyệt kia xa gì. Và dốc lòng niệm chữ từ bi, lấy đau trí tuệ, cắt đi cho rồi. Ngài quyết đem lại cho quần chúng thấy được ánh sáng của cuộc đời là sống an vui, sống với lòng yêu thương nhau thân thiết chứ không phải sống để hành hạ nhau. Bởi vậy, Ngài luôn luôn ở bên cạnh quần chúng để tế độ và hướng dẫn họ tới chỗ nhận thức rõ rệt. Sứ mạng Đạo Phật không cho quần chúng hiểu lầm rằng Đạo Phật là chỗ để trốn nợ đời hay chỉ sống im liềm một mình đặng chờ Ngài về cõi Niết Bàn triên hưởng sự an vui. Tất cả các giáo lý ấy chứng tỏ rằng ngài có ốc thực tiễn khác thường về tu nhân đức phật thầy thường khuyến khích các môn nhân đệ tử nên đền đáp tứ đại trọng ân ngài nói loài cầm thú còn hay biết ổ huống chia người nở bỏ tứ ân bốn điều ân ấy đức quỳnh giáo chủ có kể ra và giải nghĩa rất rõ rệt một ân tổ tiên cha mẹ Hai, ân đất nước 3. Ân tam bảo 4. Ân đồng bào và nhân loại Với kẻ xuất gia thì ân đàn na thí chủ Ân tổ tiên cha mẹ Ta sinh ra cõi đời Được có hình hài để hoạt động từ thuở bé cho đến lúc trưởng thành Đủ trí khôn ngoan trong khoảng bao nhiêu năm trường ấy Cha mẹ ta chịu biết bao khổ nhọc Nhưng sanh ra cha mẹ là nhờ có tổ tiên nên khi biết ơn cha mẹ cũng có bổn phận biết ơn tổ tiên nữa. Muốn đền ơn cha mẹ, lúc cha mẹ còn đang sanh tiền, có dạy ta những điều hay lẽ phải, ta ráng chăm chỉ nghe lời, chớ nên sao lãng, làm phiền lòng cha mẹ. Nếu cha mẹ có làm điều gì lầm lẫn trái với nhân đạo, ta ráng hết sức tìm cách khuyên lơn ngăn cản. Chẳng thế, ta còn phải lo nuôi dưỡng báo đền, lo cho cha mẹ khỏi đói rách, khỏi bệnh hoạn ốm đau, gây sự hòa hảo trong đệ huynh, tạo hạnh phúc cho gia đình, cho cha mẹ vui lòng thỏa mãn, ráng cầu cho cha mẹ được hưởng điều phước thọ. Lúc cha mẹ quá giảng, hãy tu cầu cho linh hồn được siêu thăng nơi miền Phật cảnh, thoát đọa trầm luân. Còn đền ơn tổ tiên, đừng làm điều gì tồi tệ, điếm nhục tông môn nếu tổ tiên có làm điều gì sai lầm gieo quả đau thương lại cho con cháu ta phải quyết chí tu cầu và hy sinh đời ta làm điều đạo nghĩa rửa nhục tổ đường ân đất nước sanh ra ta phải nhờ tổ tiên cha mẹ sống ta cũng nhờ đất nước quê hương hưởng những tất đất ăn những ngọn rau muốn cho sự sống được dễ dàng giống nòi được truyền thụ ta cảm thấy có bổn phận phải bảo vệ đất nước khi bị kẻ xâm lăng dày đạp tráng nâng đỡ xứ sở quê hương lúc nghiêng nghèo và làm cho trở nên được cường thạnh tráng cứu cấp nước nhà khi bị kẻ ngoài thống trị bờ cõi vững lặng thân ta mới yên quốc gia mạnh giàu mình ta mới ấm hãy tùy tài sức nỗ lực hy sinh cho xứ sở thẳng như không đủ tài lực đảm đương việc lớn, chưa gặp thời cơ giúp đỡ quê hương, ta phải ráng tránh, đừng làm việc gì sơ suất đến đổi làm cho nước nhà đau khổ, và đừng giúp sức cho kẻ ngoại địch gây sự tổn hại đến đất nước. Đó là ta đền ơn cho đất nước vậy. Ân Tam Bảo Tam Bảo là gì? Tức Phật Pháp Tăng. Con người nhờ tổ tiên, cha mẹ sinh ra nuôi dưỡng, nhờ đất nước tạo kiếp sống cho mình, ấy về phương diện vật chất. Về phương diện tinh thần, con người cần nhờ đến sự giúp đỡ của Phật Pháp Tăng khai mở trí óc cho sáng suốt. Phật là đứng toàn thiện, toàn mỹ, bác ái vô cùng, quyết cứu vớt sanh linh ra khỏi dòng trầm luân khổ hải. Thế nên, Ngài mới truyền lại giáo Pháp, tức là những lời chỉ dạy cho các chư Tăng đặng đem nền đạo của ngài ban bố khắp trần thế các chư tăng chẳng ai lạ hơn những đại đệ tử của đức phật vậy bởi vì đức phật luôn luôn chỉ dẫn và cứu vớt quần sanh thoát miền mê khổ nên ta hãy kính trọng phật hãy tin tưởng và tín nhiệm vào sự nghiệp của đời ngài làm theo những điều chỉ dạy do các chư tăng cho biết tổ tiên ta đã hiểu rõ sự nhiệm màu lòng quảng ái của phật đối với chúng sanh đã kính trọng sùng bái ngài đã hành động đúng theo khuôn khổ ngài đã dạy và đã dung trồng bồi đắp cho nền đạo được phát triển thêm ra xây dựng một tòa lâu đài đạo hạnh vô thượng vô song rồi truyền mãi với hậu thế nên bổn phận chúng ta phải noi theo trí đức của tiền nhân hầu làm cho trí tuệ minh mẫn đặng đi đến con đường giải thoát dẫn dắt dùm kẻ xa cơ và nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo trải khắp nơi nơi trong bá tánh như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của đức phật và của tiền nhân để lại và không đắc tội với kẻ đời sao vậy ân đồng bào và nhân loại con người vừa mở mắt chào đời đã thấy mình phải nhờ đến sự giúp đỡ của những kẻ ở xung quanh và cái niên kỷ càng lớn thêm bao nhiêu sự nhờ nhỏi càng tuần tự thêm nhiều chừng thấy ta nhờ hột cơm của họ mới sống nhờ miếng vải của họ mới ấm thân nhờ cửa nhà của họ mới tránh cơn phong vũ vui sướng ta đồng hưởng với họ hoạn nạn họ cùng chịu với ta họ và ta cùng một màu da, cùng nói một thứ tiếng. Ta và họ hợp nhau thì thành lại làm một, ấy quốc gia đó. Họ là ai? Tức những người ta thường gọi bằng đồng bào vậy. Đồng bào ta và ta cùng chung một chủng tộc, cùng một nòi giống roi truyền, cùng có những trang lịch sử dễ dàng quanh liệt, cùng tương trợ lẫn nhau trong cơn nguy biến cùng chung phận sự đào tạo một tương lai trực rỡ trong bước tiền đồ của gian sang đất nước đồng bào ta và ta có một liên quan mật thiết không thể rời nhau chẳng thể chia nhau và chẳng khi nào có ta mà không có đồng bào hay có đồng bào mà không có ta thế nên ta phải ráng giúp đỡ họ hầu đáp đền cái ơn mà ta đã thọ trong muôn một Chẳng những thế thôi, ngoài đồng bào, ta còn có thế giới người đang cậm cụi cần lao cung cấp những điều nhu cầu cần thiết. Họ là nhân loại, là những người đang sanh sống với chúng ta trên quả địa cầu. Nếu không có nhân loại, thử hỏi dân tộc ta ra như thế nào? Ta có đủ vật liệu để dùng chăng? Nói tóm lại, ta có thể lẻ loi đương đầu với những khi phong vũ nhiệt hàng, với những lúc ốm đau nguy biến, giữ vững cuộc sống còn này chăng? Hẳn không vậy. Thế nên, dân tộc ta phải nhờ đến nhân loại, nghĩa là nhờ đến dân tộc khác và phải biết ơn họ. Hãy nghĩ đến họ cũng như nghĩ đến mình và đồng chủng mình. Giả lại, cái tình từ bi bác ái của Đức Phật mà ta đã nhận thức rất thâm huyền quảng hợp. Cái tình ấy, nó không bến không bờ, không phân biệt màu da, không phân biệt chủng tộc nó cũng không luận sang hèn và xóa bỏ hết các tầng lớp đẳng cấp xã hội và chỉ đặt vào một nhân loại chúng sanh thế ta không có lý do gì chánh đáng để vì mình vì đồng bào mình gây ra tai hại cho các dân tộc khác trái lại hãy đặt vào họ một tư tưởng nhân hòa một tinh thần hỷ xả và hãy tự xem mình có bổn phận giúp đỡ họ trong hoạn nạn. Xét qua giáo lý và hành động của Đức Phật Thầy, ta có thể mạnh bạo mà nói ngài là một nhà cách mạng tôn giáo tiền phong trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Vì trong lúc ngài ra đời, đạo Phật đang đi sâu vào chỗ lu mờ suy đốn do một số nhà sư làm lệch lạc, sai xa với pháp giáo chân truyền. Chính ngài trước hơn ai hết đã cương quyết đứng lên thực hành chánh pháp, phổ hóa quần sinh, gây nên một phong trào đạo hạnh sôi nổi và lan tràn mà từ xưa lịch sử đã chứng minh chưa từng có. Một ông Nguyễn Văn Xuyến với chánh pháp thần thông, hóa dân trợ thế, một ông Phạm Thái Trung với pháp thuật cao kỳ, hoàng dương mối đạo, một đức cố quảng thành với tràn đầy lòng trung liệt, vì nước quên mình một ông nguyễn văn thới với mênh mông hồn ưu ái giang sơn tổ quốc vân vân ngần ấy điều kiện há không đủ chứng tỏ rằng giáo lý của đức phật thầy là một giáo lý cao siêu vô thượng không quên đạo chẳng bỏ đời đời đạo liên quan trạng chói đó sao những di tích có liên hệ đến đức phật thầy ở tòng sơn từ chợ cái tàu thượng sa đéc đi đổ xuống rẽ sang lộ đất lối hai ngàn thước du khách sẽ trông thấy xa xa một ngôi đình lợp bằng ngói ẩn hiện sau mấy chòm cổ thụ như trôm dầu vân dân. đó là đình làng tòng sơn một dấu vết ở quê hương của đức phật thầy nơi mà xưa kia ngài về nương náo sau mái hiên sau bao nhiêu năm xa cách trải mấy lần đất lở đình này phải dời đi cất lại đến chỗ ngày nay trong đình tại bàn chánh thì thờ trần điều còn bàn thần thì đặt ngay một hương án ở chính giữa phía trước hai bên tả ban thì thờ cửu huyền hữu ban thì thờ đức phật thầy trên bàn có một tấm biển bằng cây sơn son thiếp vàng lớn độ một thước bề ngang một thước rưỡi bề đứng có khắc sâu những chữ đoàn Phật sư ở giữa và một đôi liễn kiến hai bên đề. Tòng Sơn Đắc Ngộ Phật, Tây An Quả Giác Sư. Hàng năm đến ngày 12 tháng 8 là ngày vía của Đức Phật Thầy. Đình này có cúng kiến long trọng như các chùa chiền vậy. Ở Cái Nai, mộ Phật Mẫu, thân mẫu của Đức Phật Thầy, hiện ở Rạch Cái Nai, thuộc thôn An Thạnh Trung, quận chợ mới, tỉnh Long Xuyên. Rạch này cách chợ cái tàu thượng lối 5.400 thước, từ dàm rạch vào đến mộ chừng 200 thước nữa. chung quanh mộ có trồng ô môi và có cất một cái nhà thờ. Có người ở đây lửa hương phụng tự. Tương truyền rằng khi chưa có người coi giữ mộ này, trâu bò cũng không dám đến gần. Có khi người ta đi cho trâu ăn khuya, lỡ lạc lại gần đó, thì trâu bỗng nhiên nghinh lên rồi thụt lui mà chạy, chừng như nó thấy được ai chặn đuổi nó vậy. Bởi thế nên ngôi mộ này đến nay, dù đã trải nhiều mưa nắng, nhưng đất vẫn gò lên, khách đi thuyền qua đây dòm lên còn thấy cao hơn các chỗ khác. Ở Long Kiến, tại làng Long Kiến, Tổng Định Hòa, Long Xuyên, phía hữu ngạn sông Ông Trưởng, cách đi đường sẽ trông thấy một ngôi chùa lộng lẫy nguy nga trước sân có một cây dầu chung quanh có xây bồn bằng gạch ấy là chùa tây an cổ tự một di tích của đức phật thầy ngày xưa ngài có về đây để phát phù trị bệnh cho đến khi bị dời về an giang nơi này trước kia là cái cốc của người kiến tuy đã qua mấy bận hư hao và một lần bị cháy Người ta đều sửa lại cho có chỗ thờ phượng. Đến năm 1952, chùa này mới được dựng lại và sửa sang đồ sộ như ngày nay. Ở núi Sam, từ chợ Châu Đốc đi vào năm ngàn thước thì tới núi Sam, rẽ sang phía tả, nhìn lên thấy ngôi chùa lồng lộng nằm trên triền núi. Ngoài ngõ có đề ba chữ Tây An môn, ấy là chùa Tây An, tục gọi là chùa Chánh ở núi Sam. Đây là nơi Đức Phật Thầy nương náo để độ dân cho đến ngày tịch diệt. Trong chùa, Phật cốt rất nhiều, vì chùa này là của giáo phái lâm tế, như đã nói ở đoạn trước, nên không có chi là dấu vết của Đức Phật Thầy. Sau chùa, về phía đông, có một dòng thành vuông rộng năm thước 45 bề dài, 4 thước 75 bề ngang, nằm trên chính cấp nấc gạch, ấy là mộ của Đức Phật Thầy mộ không có đắp nấm, trước mộ có một tấm bia khắc những chữ Nguồn sanh đinh mạo niên, thập ngoạc thập ngũ nhật, ngọ thời chú sanh. Tự lâm tế gia chư thiên phổ chánh, phái tam thập bát thế, thượng pháp hạ tạng tánh đoàn, pháp danh húy huyên, đạo hiệu giác linh chi văn tọa. Tịch ư bính thình niên, bát ngoạt thập nhị nhật ngọ thời thị tịch diệt ở thới sơn trại ruộng ở thới sơn cách xa núi sam trên mười ngàn thước ngày xưa khi lập xong đức phật thầy giao cho ông tăng chủ và ông đình tây ở giữ nơi này có hai di tích phước điền tự và thới sơn tự hai chùa này cách nhau độ hai ngàn thước khi đức phật thầy mới vào đây ngài để trâu ông sắm ông xét và làm ruộng tại Phước Điền. Còn Thới Sơn ngày xưa là trại ruộng hưng thới, thì cất để thợ phượng và ở mà thôi. Tại Phước Điền Tự còn có hai đôi liễn thờ ở bằng chánh và dán ngoài cửa ngõ. Người ta bảo là của Đức Phật Thầy chỉ cho tính đồ giết và lưu truyền đến ngày nay. Liễn ở cửa ngõ Nhất trần bất nhiễm bồ đề địa, dạng thiện đồng quy bát nhã môn liễn thờ ở bằng chánh phước bảo thiền quan thanh tịnh vô di thường phổ chiếu điền kinh công đức viên dung bát nhã biến thông truyền và một linh dị nguyên sanh đinh mạo niên thập ngoạt thập ngũ nhật ngọ thời hưởng dương ngũ thập tuế cung thịnh lâm tế chánh tông tam thập bát thế thượng pháp hạ tạng, tánh đoàn, pháp danh húy, minh huyên, đạo hiệu, giác linh chứng minh. Giảng ư, bính thình niên, bát ngoạc, thập nhị nhật, ngọ thời, nhi chung. Về sau, khi ông đình Tây Tịch, trại ruộng Thới Sơn được sửa sang lại thành một ngôi chùa nguy nga, nhưng qua bao nhiêu lần dâu bể, chùa ngày nay chỉ còn mấy nếp lợp thiết và lá mà thôi. Gần chùa còn có mấy ngôi mộ của ông Tăng Chủ và ông bà Đình Tây, là những người có công nghiệp rất to tác trong việc mở mang làng xóm dân cư ở đây ngày xưa. Ở Láng Linh, từ dằm kinh sáng vịnh tre đi vô độ 10.000 thước thì tới trại ruộng Bửu Hương Cát ở Láng Linh, thuộc làng Thạnh Mỹ Tây, tổng an lương châu đốc chỗ này là một di tích mà đức phật thầy xưa đã rẽ đất rạch hoang để mở cơ hoàng pháp ngài giao trại ruộng này cho đức cố quản trần văn thành coi giữ ngày nay qua nhiều trận hư hao nơi đây được chấn chỉnh lại trang hoàng lợp ngói vách gạch và có ông nguyễn văn tịnh một đệ tử cũ của ông hai trần văn nhu ở giữ gìn phụng tự